Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô tô có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hôm nay chúng tôi đang bán để thanh lý cho quý anh chị các bạn một vài những mẫu xe 7 chỗ máy dầu rất là tiết kiệm nhiên liệu đang có mặt tại cửa hàng của chúng tôi tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cái mẫu xe đầu tiên chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn, sản xuất năm 2016, tư nhân một chủ từ đầu các bạn nhé. Xe một chủ từ đầu, đi 8,5 vạn, lốp sơ cua chưa hạ. Lốp vẫn còn nguyên bản theo xe các bạn nhé. Lốp vẫn còn là lốp năm 2016 các bạn nhìn này. Lốp 2016 hết các bạn nhé. Đây. Lốp 2016 các bạn nhìn rồi. Đấy các bạn nhìn rõ. Lốp 2016. Đấy, rất là mới. Toàn bộ lốp thì vẫn còn 2016. Xe này thì sản xuất năm 2016 và rất phù hợp với những anh chị em nào đang quan tâm để sở hữu những cái mẫu xe đang quan tâm sở hữu những cái mẫu xe máy dầu nhá, phục vụ kinh doanh vận tải hoặc là chở gia đình, chở chuyên gia. Đây, xe rất là đẹp các bạn, cực kỳ đẹp, rất là mới, rất là đẹp các bạn nhá. Đi 8 vạn không kinh doanh dịch vụ, đi 8 vạn không kinh doanh dịch vụ các bạn nhá. Giá xe tôi đang mong muốn bán là 728 triệu. Đấy, xe này về Hà Nội thì không phải mất thêm tiền biển số các bạn nhé, chỉ mất tiền sang tên thôi. Đấy, rất là nguyên bản. Cái mẫu xe thứ hai thì Pajero Sport máy dầu một cầu số sàn, sản xuất năm 2017, nhưng giá thành của nó bây giờ hiện tại chỉ ngang hoặc thấp hơn cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn sản xuất năm 2012 mà thôi. Chênh nhau 5 đời xe thì các bạn có thể cân nhắc để có thể nghiên cứu sở hữu những cái mẫu xe đã qua sử dụng như này. Pajero Sport cũng thuộc dạng hàng hiếm tại thị trường Việt Nam. Pajero Sport máy dầu số sàn đi rất tiết kiệm nhiên liệu, là mẫu xe 7 chỗ của Nhật Bản các bạn nhé. Đây, mẫu xe 7 chỗ Nhật Bản. Sắp tới tôi có một con Fortuner máy dầu một cầu số sàn màu bạc 2016 nhập khẩu nhá, đăng ký tháng 3 năm 2017, xe của Phó Giám đốc Công an tỉnh về nữa, và một con xe cũng 16 máy dầu nhập khẩu màu trắng cũng sắp về, đi 2,5 vạn, một con đi 6,5 vạn, một con đi 2,5 vạn các bạn nhá, rất là mới các bạn ạ. Pajero Sport máy dầu một cầu số sàn này thì xe này có giá, xe sản xuất năm 2017 rất mới, nhưng có giá chỉ tương đương với lại Fortuner máy dầu một cầu số sàn 2012, giá là 608 triệu, giá vẫn có thể thương lượng được. Còn đây là Ford Everest máy dầu, đây chính là mẫu xe Fortuner máy dầu một cầu số sàn 2017 các bạn nhé. 2017. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì gọi điện thoại đến số điện thoại 0939063333. Hiện tại chúng tôi đang còn một số những mẫu xe có thể bán cho quý vị các bạn, ví dụ Lexus HF250, rồi chúng ta có đây có Lexus GS350, BMW, Hyundai Santa Fe, rồi có Honda CRV, Toyota Vios, rồi chúng ta có Toyota Yaris, chỉ hơn 300 triệu một tí các bạn nhé. Anh chị em nào quan tâm thì gọi điện số điện thoại 0939063333. Chúc các anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.